Xin chào tất cả các bạn đã trở lại kênh Tây Bắc Xanh. À, mình đang ở trên xã Pú Đao. Hôm nay chúng mình sẽ đi vào lán của A Thứ để bắt cá ao và bắt thêm ít cá suối. Đấy. Đoàn hôm nay thì cũng chỉ có vài người thôi. À, đây là A Hòa, đây là Văn Mường nha. Xin chào tất cả mọi người. Rồi. Đấy. Xin chào tất cả các bạn. Thì sẽ có cá suối về. Mời ăn chuối nhá. Rồi, ăn chuối đi. Xa phết thì chúng tôi đã đến nơi. Đây là lán của A Thứ nha. A Thứ có hai cái ao rất là rộng. Đấy. Bên cạnh bờ suối. Đây là địa phận của bản Nâm Pi, xã Pú Đao. Sau khi hỏi lại thì đây lại không phải thuộc Nam Pì mà đây là thuộc Nam Đắc nhá. Đấy, A Thứ đang quét nhà. Nào, mình lên để xem cái lá nương của A Thứ xem nào. Lấy cái con sâu nhỏ nhỏ ở bờ suối để câu dính đây mà. Có cá gì? Pa khính ở trong ao á? À, không phải bác khính đâu. Chài này bắt cá to thôi nhỉ. Lán của A Thứ. Một cái bếp xinh xinh. Anh Sùng ra đây không đây? Hả? Anh Sùng ra đây. Bây giờ là anh em đang chuẩn bị kéo lưới nhá. Trời hơi lạnh. Đây là hai béo Văn Mường. Hy vọng là chúng ta sẽ vớt được những con cá khủng. Con 7 cân, 8 cân. Đúng rồi. Cái này vét được con cá trắng trắng trên đây nhỉ. Không mà không đưa xuống được. Chân cái này nó hơi to này. Ui giời, mừng nó nặng qua đầu của mình. Sâu à? Phải bơi đấy nhỉ? Đi xuống với tay cũng tới đấy rồi. Cái chỗ này đắm đá sắt đấy. Nhiều đá sắt đấy đấy. Một đàn cá đây. Đây này. Đấy, nó nằm ngoài, nó nằm ngoài. Ở đây chân hả? Đây là nhiều đá, cái đá chơi sắt lắm đấy. Không thấy này nó... Cá. Tối cả cổ chân rồi. Ơi một đàn ơi, đàn này. Ui giời ơi. Đàn này mới cá này bé quá nhỉ.
Cái này cá bé. Cái này cá trôi chứ. Tấn công sang kia. Nào, ấy đi vòng. Vòng ra hải đấy. Vòng ra hải đấy, cẩn thận nhá. Nó đâm vào dài đấy nhá. Chân nó không xuống đáy được các bạn ạ. Nước vào ao thế này cơ mà. Nước vào ao thế này thì khác gì suối được. Có cả những cái con cá giống như kiểu pa khính nhưng mà không phải. Cá suối cũng vào đây. Đấy có con to đấy. Nào chúng ta cùng chờ xem kết quả nhá. Thanh niên trai tráng rất khỏe. Úi rồi toàn cá suối ngon. Cá suối đấy. Mừng kéo mạnh nhá, mừng kéo đấy. Yeah. Nhấc mừng kéo đấy. Con bé bé này ngon đấy nhỉ? Đấy mà mừng kéo cao lên nhưng mừng kéo thấp quá. Úi, một con ra rồi. Mừng kéo cao lên. Đá chưa? Nhấc hải cầm hết cái đồng chân dưới này. Hải nhấc cái chân dưới này. Và túi rồi, úi rồi được một con to, úi rồi. Được rồi, thành cái túi rồi. Nó ra hết rồi. Đấy, con bé bé rán nó ngon đấy. Úi rồi ơi. Đấy, cơ vào túi đi. Ừ, cá trắng này ngon đấy. Làm gì? Tôi dốc cái này túi thứ mà lên mà hả lên chưa đấy, nó chỉnh đâu hết rồi, không bắt cá cái nhỏ này mới ngon này. Con cá này là cá gì đây? Chấm cái này là cá nhỏ trôi à, cá kép được. Ừ, cá nhỏ này ngon đấy, giết rồi. Cái này là cá ấy, cá cái gì nhỉ? Đây cá nhỏ này ngon đấy, tuyệt vời. Con cá suối đấy. Cá suối. Còn cái này là ba chảm à? Là ba chảm này. Ba chảm. Ba chảm. Nhặt được đấy hay là tháo túi đây? Con này là con này là cá gì? Dồn vào bên này đi. Cá vược à? Cá mè. Cá vược. Cá vược. Vược. Này gì? Vừa đủ bữa rồi, thế thôi. Lành lắm. Ăn thế thôi. Cho các tao vào đây luôn. Cho vào. Chưa, Hoa. Phát xuống kia. Hoa đang muốn quay. Còn cá suối. Không thấy con phá khính nào nhỉ? Kéo nhiều quá. Cái này mà không kéo nhiều nó ngoa. Đấy đây kìa, cái con kia kìa. Con mồm to. Cái con mà nó kìa con người là kẻ. Cái con này kẻ này ngon này. Ôi mà cá con này ở dưới kia nhiều hơn chứ này. Dưới kia nhiều hơn. Xuống lại dưới kia kéo cá nhỏ nhỏ lên này. Nhưng buộc mấy hạt đá còn nó còn hay nó rơi hết đá. Còn. Con này không biết cá gì. Bắt mẹ cá thui cái bắt cá nhỏ trên này ao sâu quá. Cái lớp này nhiều lắm nhưng mà không mát. Sâu nó nổi đấy. Nó toàn đi kia nó toàn rút bùn đấy. Con này nấu với cái gì này lá luôn câu kia nhỉ. Con này dạ. Đấy các bạn xem đoàn người này giống như kiểu là chuyện tình người nô lệ ngày xưa không? Đi kéo ao dưới đấy.
Ao này rộng hơn ao trên các bạn ạ. Nước thoải mái luôn. Anh đi trước, à từ từ. Xem cái túi đây anh. Đây, túi đây, túi đây rồi. Đây cho một đầu đi trước đi. Đây, thứ, 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 đây này, đây này, đầu là túi trước này. Đầu nào cũng được. Đầu túi, túi xuống đi, túi xuống đi. Viết viết thằng nào cho bên kia. Đây, đi sang bên kia. Ừ, thôi anh phải đi trước, đó là đi trước. Đó, đó đi cũng được mà. Đâu đấy, đi trước đi, cái túi nó đang ngoài rồi. Cái túi nó trên này. Đó, đi ngoài đi. Đi. Chú đi ra thẳng cái mỏm đá cái kìa. Đi thẳng, đi, vào đây mà anh. Đi một mạch vào thẳng cái kia á. Cái chỗ ống nước cái kìa. Mừng, 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 mừng ơi, đứng ra sao kéo cái đua, cái ấy, nó cái mắt cái nào. Đúng hòa, đứng cái trên mà kéo lưới. Thứ ơi, đứng lấy đây, bấm đây, bấm em bơi. Rô Phi à? Con Rô Phi. À. Ow. Sợ giống cái gai nó đau lắm. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, đừng có giật nha. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Có gai đấy. Con gì đấy? Cá này mà, con bé này mà. Cá bé. Nè. Con bé. Cá bé thì ăn cá bé. Con này chủ yếu mang về rán mà. Ừ, mang về rán. Được nhiều không? Con này có được nhiều không? Con được con rô phi à? Được có một con thôi, hai con. Con sỏng à. Con cái to đấy. Rô phi này chắc đi mò cũng được rô phi rồi. Mẹ toàn đá thế này, kéo. Cái này cá nhỏ hơn nghe chưa? Cá con nhỏ hơn cá nhân nhỉ? Nhưng mà con này cá nhỏ nhiều hơn. Trong khi mấy anh em kia đang kéo tiếp cá thì anh em chúng tôi về làm món trước nhé các bạn nhé. Làm món trước. Đây là một trang trại của a gì nhỉ? Trên đấy à? Có một bên cha nhỉ? A-sùng. A-sùng, A-sùng đúng không? À. Nhầm, cứ quên. Đấy, nơi ăn cái này thôi. Ừ. Dán em đi. Rồi. Ok. Chết chết. Rồi, trong thời gian chờ đợi mình cùng đi tham quan cái bếp của lá nương A Sùng nha. Đây có ba hòn đá này. Ba hòn đá này là để đặt cái chảo này nấu này các bạn này. Nào. Một quả bí. Cái này có gì đây? Túi. Ui, cái hoa gì đây không biết. Chắc là cây thuốc à? Hay cái gì? Chắc là cây thuốc.
trên này thì có lạt, cái rổ, cái giá. Vỉ nướng, chứng tỏ nhà này cũng hay ăn nướng này. Nồi này, nồi niêu xong chảo, có gì đây? Không có gì, có gì đây? Chỉ mua a chì, cái muôi to khổng lồ. Cái gì đây? Ô, canh bí, canh bí. Thớt. Trong này có cơm. Cái này mở ra. À, cái này mở theo cái này. Đấy. Ui giời ơi, ớt ngon thế. Nhìn phát thèm cái ớt này. Đầy đủ các loại. Có một cái đèn dầu. Đấy. Mấy lọ ớt quá tuyệt vời. Bát đĩa này. Rau cải. Ui ui, quả này ngon lắm. Cà dại. Dầu ăn. Đây còn rất nhiều song nữa. À, nhà đã nấu cơm chờ đây này, canh rau cải này. Cơm chín rồi. Nha. Tuyệt vời. Túi. Đây là vợ con của A Súng nha. chưa giòn lắm rồi. Vẫn chưa giòn. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nói quá rồi. Mình tiếp tục đi xem bên ngoài nhà A Súng nha. Bẫy chuột đấy các bạn. Bẫy chuột. Túi may mặc. Quần áo. Bàn uống nước, thuốc lào. Cước này, nhiều đồ phết này. Thạch rau câu, Long Hải. Úi giời. Ngoài này có một cái ao. Phải nói là tuyệt vời. Ở đây thì đa số là nhà nào cũng có trang trại cái này, bởi vì là nó tiện nước. Nước nhiều lắm. Nên là làm được những cái ao nó to này. Ao to thì nó mới nuôi được cá nó lớn nó to. Mấy anh em kia đang miệt mài bắt cá đấy. À, A Súng ra tận kia hái rau kìa. Ý, bà đi làm về đấy. Chơi với bà đấy nha. Ok rồi. Một chậu cá suối. Bởi vì là ao gần suối nên là cá này nó lọt vào ao. Gương mặt nào đây? cái này làm giống không? Cái này làm gỏi với là gỏi á? Cá nhảy. Ừ, làm ăn luôn đi nhỉ? Ăn luôn. Con này đúng cá nhảy ngon quá rồi. Đấy, cá này đúng kiểu rồi. Tuyệt vời. Cá nhảy đỉnh cao. Cái này mới gọi là cá nhảy chứ ai lại ăn con to đùng chết thật. Lấy cả thớt. Nào, bưng, cho vào đi. Úi giời, rau húng đi Hoài. Đấy, rau húng chỗ ăn gỏi này. Trong này có hết rồi. Có hết rồi. Ý, dưa chua này mới đặc sản này các bạn này. Dưa chua đấy. Phơi. Này nó đúng bài này. Đấy nó béo nó tròn như này cơ mà. Ý này. Cái này nó chỉ to như này. À, con này nó chỉ to như này. Ai sẽ ăn con rô phi kia đây? Được anh Quang. À, lên mâm rồi các bạn ơi. Món ăn của chúng tôi chỉ là cá và cá. Dè và dè. Quả cho là quả cho. Chứ câu là chứ câu. Chi giọt cho của.
của chó. Ôi. Thế sao con cá chấm nó đi thịt đi đâu hết rồi đây này? Nó à, đấy, ui, còn nước thần thánh nữa kìa. Thấy. Cái chừng đấy phải cho vào lưới không ấy, không. Cái kia đang có than đây hải. Em vào đi, đang có than kìa. Thôi thôi, chừng này bao giờ ấy. Tuyệt. Chẳng biết còn ăn được không nhưng mà chắc còn được, để tủ cứng thôi. Thôi vào đi. Đấy, úi giời ơi. Cá nhảy đấy lên mâm. Lại còn vẫn còn bơi lòng vòng nữa, điệu nó vừa thời chi để. Trời ơi. Bơi lòng vòng thế này làm gì? Sắp vào mồm của A Hải với lại A Mường hết rồi. A Thứ hết rồi. Bơi vào cái mồm béo mẹ. Đấy. Đấy. Chết như này. Đấy mới đàn sản thôi. Thế mới là nhảy vào bụng bây giờ. Bây giờ còn đang đợi nước chấm thần thánh. Thế nó nhảy vào răng với vào lưới ngay. Lùa các con to to lên nó mới dẫy. Chết nhanh lên. Ăn thử thôi. Thì thử nhá, con được không nhá. Người Tây Bắc. Thử thôi. Ngon thật. Rau thơm vào, rau thơm vào. Rau thơm vào. Ừ. Này uống rượu bằng bát nhá. Vùng cao là không có chén đâu các bạn ơi, uống rượu bằng bát thôi, đơn sơ như thế thôi. Xin mời các bạn dùng bữa trưa với chúng tôi tại Pú Đao. Chưa thì 2 giờ mới chiều. Con này, cái này. Đây, đây, đây. Úi giời ơi. Con này. Đấy, nó là cá nhảy. Nó mới là đảo. Đúng rồi. Không, đám cá này mới ngon này. Đưa tỉnh ra này. Cái này là đỏ. Đấy. Cao cao lên chín đấy. Hà cho luôn vào miệng. Diễn như thật chứ. Chưa có nước chấm. Chưa có nước chấm, đang đợi nước chấm thần thánh. Đấy, con này này. Con này sản này. Con này được đấy. Cá đầu tiên. Đây. Mắc ớt để chấm này. Chấm cái này cũng được cơ mà. Mới ớt à. Mời lên nhỉ? Chú Quang ơi. Ơi, phía nào? Ơi, Trung Hải. Phía nào khó khăn thôi. Mua đã mua giò thôi. Dùng xia. Sao mà mọi người cứ kiểu gì nhỉ? Mình mỗi mình chắc chắn nhỉ? Trong veo đấy nhỉ? Xin mời các bạn nhá. Mời anh em, mời anh chị nhá. Mời anh nhỉ em nhỉ? Bò. Hào ít khó mà. Hào Minh mua giò nhá. Thông biên nhá, hào à. Tông tông ấy. Hào bia, hào bia, hào bia. Lấy bia ra cho chia với anh. Ôi trời ơi. Tuyệt vời. Rồi đi anh em ăn đi. Nào. Nào mà. Nó được quay. Nó ăn gì nữa. Nó ăn gì. Chính tì. Mời phía nào nữa. Nó dâu mà. Nó dâu. Nó dâu. Nó dâu. Nó dâu. Nó dâu. Đây, được chưa? Con này không cá gì mà nó ngắn nhỉ? Cá, cái loại cá mà là... Cá... Cá vược. Không phải. Cá chim trắng. Chim trắng. Chim trắng. Và đang cỏ rồi. Thôi. Thôi gì đó. Tôi đi làm ăn. Ôi trời ơi, tuyệt vời. À, có quả mắt xim rồi. Rồi, đang làm nước chấm thần thánh. Ok, ok. Mắt con nhà nè. Quay lé lé. Nào, mời các bạn nhá. Nào, ăn cá chưa đây. Ôi sao nó kìa bé nhỉ. Nó con to nè. Chấm vào nước mắm ơi. Nó nhảy á. Ăn xong sống mà. Anh phải làm thế này đi chứ. Ăn xong rồi. Anh Hải lăng con đi. Thôi từ từ. Nó phải theo trình tự. Ngân à. Đặc sản của Tân Bắc. Nhưng mà cái này nó hơi nhầm ấy nhỉ. Bên này không nó 3 mát. Rồi bên này 3 đây. Có gì? Nhá. Ơi giời. Cái này cũng như trống. Đúng không? Hải hải hải. Cái con nào nó phải nhảy. Ôi giời. Con nào nó phải nhảy.
một con nghe thì nó hơi ít nhỉ, cho con nữa đi, hơi ít thật. Con bé quá này, có đáng không? Không phải đáng đâu, không đáng đâu, không đáng thế nào, cẩn thận nó chui ra ngoài mất này, khỏi cái đá thật thân nó nhảy xuống luôn, nó không được nhảy nhá. Nó nhảy thật đấy. Ôi, bà Diệu ấy. Nó cứ nhảy một tấm nhảy. Ôi, thử một con thế này. Ừ, được. Cảm ơn. Cay quá, ớt cay quá. Ớt cay. Ai nhả. Ngon không? Được mà, không đáng không? Không phải như cái loại bò kia đâu. Ông này nữa. Ông này rất quay ông này. Thôi không phải quay. Đây, đám ông mừng. Đấy. Thôi. Đúng rồi, ui giời ơi. Sim này nó ngon này. Cho ớt này, đi thôi, vừa thôi. Cảy lắm. Cảy quá. Đấy, chơi cả mắt rồi. Ôi vừa thôi. Mắc khén. Ăn cái này sâu răng lắm. Nào, ai sẽ dùng trước đây? Ai dùng trước nào? Bắt đi. Úi giời. Rồi. Cho hai con vào không? Một con bé. Con bé quá. Hai con là đúng rồi. Con thì hơi bé, hai con thì hơi nhiều. Wow. Úi giời. Cay quá. Ôi vừa thôi. Đâu. Cay quá. Cay à? Vẫn cay à? Đúng. Cay từ vừa lúc đầu ấy. Đây là mới là cán nhảy à? Đấy. Nó bảo vào giờ. Cái này. Con này nó chưa nhảy xong tung. Cho rồi, anh yên tâm. Mời anh em nhá. Xin mời anh em nhá. Chiến. Còn dở dãi ra nữa cơ. Nào, mời anh em nào. Mời anh em nhá. Rồi. Mời anh em đi. Vô. Vui quá. Lâu lắm rồi xuống thăm ba. Lâu lắm rồi đấy. Vâng. Pô. Học bia à? Mua đồ bao giờ đó Pô? Coi sao mà làm gì em? Chỗ làm. Làm tí cá nhảy đấy các bạn ơi. Nha. Mình phải ba con. Đấy. Nó đang nhảy nhảy này. Ba con mới đủ ấy. Đấy. Chín rồi. Rồi. Ba con mới đủ mỏ. Quá ngon rồi. Ngon nhá. Đấy, giòn thật sự. Ăn một quả ớt đây nha. Đấy. Tiếng rất tuyệt vời. Đấy. Xuống ngồi đi, xuống ơi. Cũng giận là đúng rồi, ớt. Da ớt thật, nhưng mà ngon thật nhỉ. Đấy, tuyệt vời. Các bạn ạ, cá nhảy phải như thế này mới gọi là cá nhảy. Đúng bằng là cá to thì khiếp quá. Cái này mới là chất này các bạn này. Cá vừa ngọt, cá suối. Ăn nó vừa ngọt vừa mát, an toàn. Nó vẫn còn đang ngớp ngáp này. Cá nguyên chất trong suối. Đó, nó mới nhớ. Nó mới cho. Lấy cái lá to vào. Cái lá vả này mới chuẩn, mới chuẩn chỉ đấy. Nó mới cho. Đừng để cho nó dễ ra anh ạ. Đấy nha. Bây giờ là đến ăn bằng thìa rồi các bạn ơi. Nó đàng hoàng như không phải đơn giản đâu. Ăn quả ớt. Món cá nhảy ta bác nhá. Lúc cho xay giờ thì lấy đũa, lúc cho xay giờ thì để lấy thèo một tay lấy môi thôi. Rất giòn luôn. Anh Khoa. Tí thả vào đó lấy tay bóc thôi. Lấy tay vào. Anh Khoa. Chuẩn. Quá tuyệt vời. À, giờ cốc rồi, cái cốc to kia đó. Vâng. Nhanh không á?
Một cái đầu cái xưa đầu lòng cá nhảy à? Đầu cá. Đầu cá nhảy. Ê, đầu cá nhảy trong người. Đúng quá các bạn. Người Tây bắt uống rượu và bằng cốc. Ê, cái này là đầu cá nhảy trong lưới à? Không phải đầu cá nhảy đâu bác. Không, nhưng mà anh em mình ăn còn đâu khởi ra. Cá nhảy mình có rượu như đội nhịp xuống Tây Bắc kia, rượu không có rượu gì. Hay ớt cái ớt ăn. Sợ ớt cay ớt cay. Chén lên à. Chén lên à. Thôi. Rất vui nha, hôm nay có một trận có được cả anh em mày à. Người Tây Bắc hơi có chiến là điều kiện khó khăn. Chúc gia đình nhà bác phát đạt. Vâng. Rồi mà cốc uống rượu. Ê, hôm nay. Và anh Khoa. Anh mời tất cả. Công xuống thăm gia đình. Song song sáu Khoa. Song song Á Khoa. Công đến thực gia đình có chiến rượu mời các bác. Hôm nay thực sự là nhà điều kiện khó khăn có cho cậu uống rượu thôi. Có dịp lên Phú Đao chúng tôi nhá. Phú Đao tuyệt vời lắm. Phú Đao quá hay. Đỉnh nơi Phú Đao nhá. Đấy. Nhiều cá tần cá hồi lắm. Đấy. Đấy. Đỉnh đâu. Phú Đao. Anh em mình có gì cứ liên khắp Phú Đao nhá. Khe Phú Đao mình là giống cá hồi. Đây. Cá tầm. Cá tầm tự nhiên. Nuôi ở suối là trong điều kiện là nó chủ yếu là cá là chính. Cách lên là đòi mua cá hồi cá tầm. À cũng chúc mừng các bác nhé. Mấy khi các bác về cái qua chơi lại Phú Đao để khai phá cái món là cá gỏi. Cá nhảy. Cá nhảy Phú Đao. Cái này là cái xương đầu cá nhảy trong lưới. Có 1.000 một con thôi. Rẻ lắm. 1.000 một con. Ai có nhu cầu cứ lên Phú Đao để khai phá nhé. Tuyệt vời. Mai thứ nó bỏ cả việc hết văn phòng là bỏ việc chúng mất cám nuôi cá chạy anh và anh chúc mừng nha bài nơ ừ.